Đêm chung kết toàn quốc Mr World Việt Nam, Nam vương thế giới Việt Nam 2024 vừa khép lại tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo khách mời, nghệ sĩ, các hoa hậu. Với thành phần ban giám khảo là những chuyên gia trong lĩnh vực sắc đẹp, giàu kinh nghiệm như thạc sĩ Phạm Kim Dung, hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Minh Tiệp, Mr World Việt Nam 2007 siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh. Phạm Tuấn Ngọc đã được hơn 10 thành viên ban giám khảo chọn là Mr World Việt Nam năm nay. Trải qua một chặng đường đầy ấn tượng với nhiều hoạt động hấp dẫn, cuộc thi đã giúp các chàng trai trưởng thành và ngày càng tỏa sáng. Theo bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, trưởng ban giám khảo Mr World Việt Nam 2024, 29 thí sinh bước vào chung kết đến từ những ngành nghề khác nhau và đã tận dụng hết lợi thế của mình trong hành trình dự thi Mr World Việt Nam và kỳ vọng sẽ mang đến thế giới tinh thần của một người đàn ông Việt Nam luôn luôn nỗ lực, chịu khó và bản lĩnh. Đêm chung kết được đánh giá cao khi top 29 thí sinh mở đầu bằng màn đồng diễn áo dài sôi động trong trang phục thuộc bộ sưu tập Cát Biển đến từ nhà thiết kế Ivan Trần, với tông màu xanh trắng cũng là màu sắc chủ đạo của cuộc thi. Trên góc nhìn toàn cảnh, khán giả cũng được chiêm ngưỡng sân khấu được lấy cảm hứng từ chiếc cà vạt lịch lãm toát lên sự mạnh mẽ, nam tính. Chương trình do đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. 29 thí sinh bước vào phần thi trang phục áo dài với tinh thần tôn vinh văn hóa Việt trong bộ sưu tập áo dài Pride Việt Nam, niềm tự hào Việt của F2 Fashion and Freedom. Kết quả chung cuộc, Phạm Tuấn Ngọc trở thành Nam vương thế giới Việt Nam. Á vương 1 là Võ Minh Toại, Đinh Ta Bi là Á vương 2.